Rồi hả? Chín rồi hả? Trời, nãy nó có xuống rồi làm chín rồi. Đang làm cho nó chín. Vì tao ăn hết 160 không chứ? Ăn cho chừng nhiều quá. Ngon lắm Thảo, miếng nó ngon. Để em nắng đi. Ở chỗ cái này mới làm cái phần giấm bạn anh nè. Mẹ cho em một chai da, một miếng giấm thôi. Cắt rau bạn anh làm được 2 bịch nữa. Mẹ ngồi chị kêu mẹ xuống đi mua rồi đừng tiện. Phải đi nấu cơm. Nữa hả? Cho không tự làm bà nội. Không biết. Làm không ngon. Nhà mèo niêm canh giùm. Những cái tinh bã mới được.